Rồi tiếp đến là một cây sâm sâm trái đổ nha anh em. Đây cây này mình không có lấy cái phong, mình quay lại ngoài luôn, ngoài trời luôn. Nó theo cái ông già này, ông uống cái cây này lâu lắm rồi, 6-7 năm tuổi rồi, rồi nó 7 năm rồi, trái quá trời trái nè, sâm trái nha. À, cái bông tàn đó nè, đây nè, đưa xa cho mấy anh em xem nè, đó giọng đổ của nó nè. Cây này già dữ dội luôn nha, đổ rất là đẹp nha, thấy không, trái nó đang ra quá trời luôn nè. Hay cây này là giá 1,5 triệu nha anh em. Cây này giờ kiếm cũng khó lắm, ít có lắm. Đó. À, tỷ lệ mình anh em nhìn thấy nè. Đó. Đây. Từ dưới cái ngọn ở dưới đáy lên tới cái đỉnh luôn là cũng khoảng 6 tấc. Trái của nó nè, chín đen phù luôn, trái dữ lắm, bữa hổm mới tỉa thôi chứ hồi trái dữ lắm. Rồi cây này là 1,5 triệu nha, cây này dài dữ dội lắm nha. Đây một cây sâm trái đổ 1,5 triệu. Rồi từ trên ngọn mà đổ xuống tới đáy là 6 tấc nha, quay cái góc lại cho anh em xem cái góc nè. Đây nè. Cây này ông già ông nói 7 năm tuổi rồi đó. Một cây một duy nhất thôi, không kiếm nữa cây nữa. Giá này cũng giá hữu nghị quá nha anh em. Rồi một cây sâm trái nha, sâm trái đổ nha, là cái giá là 1,5 triệu không có phí vận chuyển nha. Rồi anh em xem kỹ đi nha, sâm trái giáng đổ rồi, xin kết thúc.